lỗi của Exeter mà các bạn đi xe có lẽ chưa biết. Top 1, lỗi với mấy chú cún. Exeter đang là dòng xe mang tai tiếng nhất hiện nay vì mấy anh luôn luôn chọn Exeter để đi hành nghề. Người ta hay bảo rằng chạy Exeter chưa chắc là trộm cún, nhưng trộm cún chắc chắn là chạy Exeter. Cái gì vậy bà nội? Cái gì vậy? Top 2, lỗi với mấy anh chạy Winner. Rồi, thấy công chuyện này. Đồ trang bị khối động cơ mạnh như chai 18 còn được mệnh danh là ông vua đường phố. Mấy ông chạy Winner phải công nhận rằng Exeter là kẻ đánh tan giấc mơ của chục chơi. Top 3, lỗi với mấy anh chưa có người yêu. Vì sao? Vì mấy anh chạy Exeter xứng đáng có 3 người yêu. Tuy không được trang bị phanh ABS nhưng được trang bị bộ nồi chống trượt, tăng ga cực mượt, phanh gấp không